Chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Bà Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm. Quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, tiêm vaccine được biết là biện pháp hữu hiệu, hiệu để chống lại làn sóng của dịch bệnh COVID-19. Thời gian này, bên cạnh việc bao phủ vaccine cho người trên 18 tuổi, nhiều địa phương cũng đang tiến hành triển khai tiêm vaccine cho trẻ em. Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch liên ngành tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Thông tin chi tiết hơn so với kế hoạch tiêm chủng ban hành ngày 30 tháng 10. Theo đó, đối tượng trẻ được tiêm là toàn bộ trẻ em đủ 12 đến 17 tuổi, bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học đang sinh sống tại Hà Nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Cách tính tuổi, trẻ có độ tuổi đủ sinh nhật Tính đến ngày triển khai tiêm, dự kiến Hà Nội có 791.921 trẻ em thuộc diện tiêm chủng đợt này. Cụ thể, trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi, 519.547 đối tượng, trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi, 272.374 đối tượng. Thời gian triển khai tiêm dự kiến vào quý 4 năm 2021 tới quý 1 năm 2022 thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng của Bộ Y tế. Mục tiêu của kế hoạch là trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hà Nội, được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đảm bảo việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch. Về nguyên tắc triển khai, ngành y tế sẽ tiêm chủng theo lộ trình hạ dần lứa tuổi, từ 17 tuổi xuống 12 tuổi, tương đương khối 12 tiêm trước, tiếp đến khối 11 và lần lượt cho đến khối 7, đảm bảo tiêm đúng đối tượng, an toàn nhất, sớm nhất và nhanh nhất. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai tiêm chủng, thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các điểm tiêm sẽ được đặt ở ba nơi tiêm tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm bảo trợ xã hội còn nuôi dưỡng trẻ từ 12 đến 17 tuổi và các điểm tiêm lưu động khác căn cứ vào kế hoạch của địa phương. Tiêm tại trạm y tế hoặc điểm tiêm chủng, tiêm vét cho những đối tượng tạm hoãn tại trường và những trẻ không đi học. Tiêm tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạng tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu nghe tin phổi bất thường, phản vệ độ bà với bất cứ dị nguyên nào theo hướng dẫn tại quyết định 5002 ngày 29 tháng 10 của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, với gần 800.000 trẻ em sắp được tiêm vaccine COVID-19, đây được coi là tin mừng cho thủ đô khi thời gian này số ca mắc ở Hà Nội liên tục tăng, nhất là 222 ca mắc với 105 ca mắc cộng đồng được ghi nhận vào tối ngày 9 tháng 11. Thời điểm này, Gia Lâm và Long Biên dường như là một trong những ổ dịch nóng nhất thủ đô. Để nắm bắt cụ thể tình hình, mới đây, Chủ tịch Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp kiểm tra hai điểm nóng Covid-19 trên địa bàn hai huyện này để chỉ đạo công tác dập dịch. Tính từ đêm ngày 30 tháng 10, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn xã Ninh Hiệp, đến ngày 8 tháng 11, địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây nhiễm. Hiện nay, Ninh Hiệp đã xác định mức độ dịch ở mức độ 4, nguy cơ rất cao xã đã phong tỏa diện hẹp với 4 thôn, phong tỏa diện rộng với 2 thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều chùm ca bệnh, trong đó tại huyện Gia Lâm, chùm ca bệnh tại xã Ninh Hiệp đang diễn biến phức tạp, đã có 176 ca bệnh phát sinh từ chùm này. Ông Trung Ngọc Anh chỉ đạo huyện cần phải làm rõ về nâng cấp đổi dịch, việc triển khai 17 điểm phong tỏa trên địa bàn đã được thực hiện như thế nào. Đồng thời nhấn mạnh tinh thần không nhất thiết phải phong tỏa toàn bộ thôn mà thực hiện phong tỏa hẹp nhưng đi kèm với đó là các biện pháp quản lý chặt, công tác cách ly F1 và các khó khăn của huyện trong quá trình thực hiện. Ông Trung Ngọc Anh đề nghị huyện nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở, đồng thời với các biện pháp liên quan xác định rõ cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng, đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế CDC Hà Nội tăng cường cơ chế phối hợp điều hành với xã, huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc cho 5.000 người. Tại khu công nghiệp Hà Nội, Đại Tư, quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, các cấp chính quyền thành phố luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Về nguyên tắc, nếu không đảm bảo tương ứng biện pháp phòng chống dịch cho sản xuất an toàn, kiểm soát hiệu quả là phải dừng sản xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng ghi nhận quận Long Biên đã chủ động trong công tác khoanh vùng dập dịch và yêu cầu quận tiếp tục chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống. Đồng thời, ông cũng yêu cầu địa phương phải xác định rõ cấp độ dịch với từng địa bàn để có biện pháp tương ứng. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với dịch bệnh trước khi xảy ra bùng phát, dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Hiện tại, 30 trên 30 quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động. Về kích hoạt các trạm y tế lưu động, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành quyết định thành lập 29 trạm y tế lưu động, trong đó có trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Thăng Long và các trạm y tế lưu động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn xã thị trấn có ít nhất một trạm y tế lưu động. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, Huyện luôn coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách để chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc vận hành trạm y tế lưu động. Hiện tại, 14 trên 14 phường của quận Ba Đình cũng đã thiết lập trạm y tế lưu động với tối thiểu 5 nhân viên một trạm, được bố trí đầy đủ các trang thiết bị và phòng khu vực làm việc như bàn tiếp đón, khu vực xét nghiệm Covid-19, khu vực cấp cứu, khu vực khám bệnh phòng cách ly tạm thời, phòng trực, phòng nghỉ của cán bộ, trạm y tế lưu động của phường Giảng Võ, quận Ba Đình cũng đã đáp ứng 5 nhiệm vụ chính. Quản lý theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng vaccine, truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh, khám điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại 11 phường. Bác sĩ Ngô Phương, Trạm y tế lưu động phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thiết lập trạm y tế lưu động là rất cần thiết, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất trong tuần qua, nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca COVID-19 trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn. Kính thưa quý vị, những ngày này, dịch bệnh ở thủ đô đã diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường khi F0 ngày càng tăng cao. Hơn hết, các cửa hàng dịch vụ cũng đã mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới, khiến nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu. Bởi vậy, thời điểm này, cần hơn hết ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc thực hiện đúng và đủ những quy định phòng chống dịch của địa phương và chính phủ. Thông tin trên cũng đã khép lại tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!